chào các bạn. Hôm nay điện máy Tân Long cung cấp một mặt hàng mới nữa là máy giặt công nghiệp nhá, cho nhiều bạn muốn một cái máy giặt cỡ lớn hẳn với số tiền đầu tư là cũng tương đối. Nhưng ở đây là chiếc máy công nghiệp giặt một lúc 5 cái chăn. Đấy, thì chiếc máy này được điện máy Tân Long nhập từ hàng theo như mọi người nói là đây gọi là máy bãi đấy. À, máy này là máy nhập từ Nhật về. Và đây là dòng đời cao chân mềm. Sao gọi là chân mềm? Bởi vì toàn bộ cái hệ thống giảm chấn của nó đây này, các bạn nhìn thấy này, là bằng thủy lực. Đấy, đây là hệ thống giảm chấn bằng thủy lực này. Đó. Thế và khi mua ấy, thì các bạn cũng lưu ý là chiếc máy mà có hệ thống giảm chấn bằng thủy lực thì người ta gọi là máy chân mềm. Còn những chiếc máy không có hệ thống giảm chấn thì người ta gọi là máy chân cứng. Thế và những chiếc máy này ấy, của điện máy Tân Long nhập là phải zin nguyên bản. Hệ thống điều khiển là hoàn toàn zin bản nhá. Cái máy giặt công nghiệp nó rất đắt ở hệ thống điều khiển. Nếu mà những cái máy giặt mà đã chế lại hệ thống điều khiển ấy của hàng tàu ấy, hay là những cái bộ mạch tự chế thì nó rất là lởm. Các bạn hiểu rằng là nó là bộ não của cái máy. Thế mà bộ não nó bị thay đi rồi ấy, thì một nhà bác học trở thành thằng nông dân. Nên là khi mua máy ấy, là các bạn chú ý là nên mua những cái máy mà hệ thống điều khiển điện tử là nguyên bản. Đấy, tiếp theo ấy là hệ thống chuyển động thì các bạn nên sử dụng những máy có biến tần. Đấy, như đây là chiếc máy này là chân mềm đời rất là cao của Asahi. Và hệ thống chân mềm này thì nó sẽ sử dụng thì nó rất là êm, không phải đào hố chôn cột đổ cọc đổ trụ để mà bắt cái máy giặt xuống không sợ nó nhảy lên. Đấy, và máy chân mềm ấy thì bình thường giá nó cao khoảng gấp 2,5 lần so với máy giặt chân cứng. Chân cứng thì đa số là những model đời nó cũ mông má lại. Khi mà đi mua máy giặt công nghiệp ấy thì cái quan trọng nhất là các bạn nhớ đấy là hệ thống điều khiển. Dù là máy có cũ hay không cũ thì nó cũng phải zin, zin bản. Đấy, hai là nên mua những cái máy mà bên ngoài ấy, các bạn nhớ rằng nó phải zin bản liên lạc như này. Đừng có mua mấy cái máy mà nó mông rồi. 90% là các bạn mới làm nghề giặt là đều ăn phải những con máy lởm. Thế làm sao mà để không ăn phải máy lởm? Đơn giản thôi, hãy xem đi. Nhìn trong cái máy ấy, sơn ý, những nước sơn của bên Nhật về ấy, hoặc là nhập những nước Đông Âu châu Âu về nó khác, nước sơn nó xịn lắm. Người ta bảo tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà, đừng có ăn mấy con máy mà đời nó Napoleon cởi chuồng đánh đáo về các ông ấy sơn lại, các ông vá lại lắm ông ạ, gì mẹ đứt mẹ cả sắt xi rồi các ông vẫn thay lại thì mẹ bán cho các bác. Của thì đống tiền, thằng nào cũng mất tiền mà tiền cũng chỉ có vậy thôi. Mấy chục triệu một con máy là mấy chục triệu, mấy trăm triệu là mấy trăm triệu đấy, nhưng mà tiền nào của đấy. Ví dụ như là các bác mua một con máy tại đây với giá bán là tầm khoảng 70-80 triệu như con này, giặt lúc 4 cái chăn, 5 cái chăn. Đấy, chân mềm đời cao, bảo hành dài. Đấy, mà zin bản luôn nhá. Bao giờ để là phải để zin nguyên. Còn mấy cái ông máy mà các bác đã sơn xi tút tát nhìn như kiểu Ngọc Trinh ấy thì các bác tự hiểu. Nhìn thì ngon đấy nhưng ăn vào có khi lại ngộ độc. Đấy, máy mà nguyên thì nhìn là nó biết. Đấy, thế còn thật ra cái máy này nó rất nó đắt hơn cái máy Samsung. Thế nhưng mà tính năng hiệu quả thì chưa chắc nó đã hơn đâu nhá. Nó chỉ hơn cái tiền thôi. Thế còn lồng nó chỉ hơn cái Samsung có mười mấy phân thôi. Đấy, về chiều về đường kính thì nó hơn máy Samsung là một cái là 76, à một cái 78, một cái là 56. Còn sâu thì nó thua máy Samsung đến 12 phân nhá. Đấy.
khi mua ấy, thì các bác phải chú ý là tất cả những cái chi tiết trên máy là phải nguyên zin đấy. Đây, quan trọng lắm này, con motor này, motor là phải zin, bo mạch dây điện dây đếc là phải nguyên bản. Các bác làm lại rồi thì khắc đếch thì các bác cưới con ca ve về làm vợ, hàng nó rỗng rồi, thẩm mỹ thế đéo nào thì cũng không thể nào fit được, đúng không? Làm sao mà nó ngọt ngào như kiểu đấy được. Đấy, quan trọng rất nhiều thứ ở trong cái máy ấy, các bác cần chú ý. Đấy, có bác nào có nhu cầu thì cứ alo nhá, điện máy Tân Long phục vụ đầy đủ nhá, từ A đến Z luôn. Đấy, máy này thì một mẻ nó được 4 cái chăn, hệ thống điều khiển zin bản luôn nhá. Con này là Asahi. Đấy, khay nước, khay xà phòng như thế đây, trên này. Chân mềm. Tất cả cái máy giặt mà máy giặt này này, cái dòng máy giặt công nghiệp này ấy, về Việt Nam ấy thì nó có hai loại. Một loại ấy là mới đép, nhập khẩu chính hãng, có CO, CQ đầy đủ, hóa đơn đàng hoàng, thì đấy mới là máy mới tinh. Thế còn tất cả những cái máy ấy, mà không có những giấy tờ đấy ấy, thì chỉ là hàng dựng thôi, hàng fake, hàng sửa lại như cái máy này. Cái máy này ấy, là điện máy Tân Long mua cũ, mua bãi ở bên Nhật Bản mang về và đã tiến hành sửa chữa lại, sau đó là bán. Thì điện máy Tân Long cũng làm cho tất cả các đơn vị khác thôi, chẳng qua là giá nó hợp lý. Và nói với người tiêu dùng là phải, nó là phải thật, không bao giờ lừa mọi người. Mình thấy nhiều bạn ăn những quả đắng quá, mua con máy 170 triệu, giặt 3 cái chăn, 4 cái chăn, chát quá, quá chát, tiền kiếm khó lắm. Nên là các bạn nên cân đối khi mà chi tiêu. Đầu tư thì đầu tư, nhưng mà phải hợp lý. Cần tư vấn hỗ trợ thì alo mình nhá, 098 198 4444.